Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn đến với hai phóng sự đẩy mạnh các phiên chợ hàng Việt và tăng cường xúc tiến thương mại Việt-Lào trong mục xúc tiến thương mại. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin hoạt động công nghiệp và thương mại của chương trình tuần này. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, giá trị xuất khẩu cá tra năm 2014 đạt 1,76 tỷ đô la Mỹ, chỉ tăng 0,4% so với năm 2013. Quý 1 năm 2015, xuất khẩu cá tra chưa có dấu hiệu phục hồi do thị trường tiêu thụ vẫn trầm lắng. Nội tại ngành cá tra còn nhiều bất cập và đang chịu tác động của một số chính sách mới. Kết quả chính thức mà Bộ Thương mại Mỹ DOC mới công bố, thuế chống bán phá giá POR10 mà nước này áp với cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam đã tăng gần gấp đôi so với kết quả sơ bộ. Trước khó khăn này, xuất khẩu cá tra đã chuyển hướng sang các thị trường khác như là Trung Quốc, Mexico, Brazil, ASEAN và có được kết quả khá khả quan, bù đắp cho sự sụt giảm tại thị trường Mỹ và EU. Đối với những người nuôi cá tra, mặc dù chính phủ đã có chính sách giãn nợ, nhưng người nuôi cá vẫn khó tiếp cận với vốn vay của các ngân hàng vì áp lực thủ tục, tài sản thế chấp. Trước tình hình này, VASEP dự báo xuất khẩu cá tra trong năm 2015 có thể đạt khoảng 1,76 tỷ đô la Mỹ, tương đương với năm 2014. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm nay sẽ có nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, có hiệu lực, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức của nhiều mặt hàng nông sản. Đây cũng là năm mà ngành nông nghiệp xác định là dấu mốc quan trọng hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn với trọng tâm là phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng hướng đến mục tiêu xuất khẩu 32 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm nay nước ta gần như mở cửa hoàn toàn thị trường nông sản trong khu vực ASEAN. Có đến 90% mặt hàng từ các nước ASEAN có thể luân chuyển trong khu vực ASEAN với thuế bằng 0%, trừ một số trong danh mục nông sản nhạy cảm như là đường mía, thịt và trứng gia cầm thương phẩm, bưởi, chanh, thịt chế biến có mức thuế suất là 5%. Để đạt được mục tiêu 32 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay, toàn ngành sẽ tập trung đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp với giá trị gia tăng cao, hiệu quả và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện quyết liệt tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, đem lại thu nhập cao hơn cho người nông dân thông qua đổi mới cách tiếp cận với từng lĩnh vực sản xuất của ngành. Lễ tôn vinh và trao giải sản phẩm dịch vụ thương hiệu Việt tiêu biểu hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2014 lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 3 năm 2015 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. 100 doanh nghiệp thuộc 16 lĩnh vực ngành hàng đã được ban tổ chức bình chọn và thông qua trên cơ sở gần 300 bộ hồ sơ đủ tiêu chí được đề cử từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Công Thương, các địa phương, Hiệp hội ngành hàng. Về cơ cấu giải thưởng sẽ có top 10 sản phẩm thương hiệu Việt xuất sắc, top 10 doanh nghiệp xuất sắc có tỷ lệ nội địa hóa cao và 80 doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu. Theo ông Nguyễn Hữu Quý, Tổng biên tập báo Công Thương cho biết, đây là giải thưởng có ý nghĩa chính trị rất lớn dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phân phối, thương mại dịch vụ, hưởng ứng và thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong suốt 5 năm phát động. Theo thông báo kết luận số 264 của Bộ Chính trị, theo ban tổ chức, trong 100 doanh nghiệp đoạt giải lần này, ngoài những tập đoàn lớn, có nhiều doanh nghiệp nhỏ ở địa phương cũng tham gia. Trong đó, nhiều doanh nghiệp đến từ vùng sâu, vùng xa cũng đáp ứng tốt các tiêu chí của ban tổ chức. Và đây đều là các doanh nghiệp sản phẩm thuần Việt, chiếm được uy tín và lòng tin của người tiêu dùng trong suốt thời gian qua. Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 2 năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 18,9 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu đã tăng trở lại, đạt khoảng 300 triệu đô la Mỹ. Đây là tín hiệu đáng mừng bởi tháng 1 năm 2015, cả nước phải nhập siêu tới 362 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nhập khẩu lại có mức tăng lớn so với cùng kỳ năm 2014 như ô tô là 169%, máy móc thiết bị 62%. Sự sụt giảm của kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 được lý giải là do ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 kéo dài tới 9 ngày. Năm 2014, Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ lên đến 24,9 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước tới nay. Theo số liệu thống kê của Hoa Kỳ, năm 2014, tổng kim ngạch nhập khẩu hai chiều Hoa Kỳ Việt Nam sơ bộ đạt 36,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6%. Hoa Kỳ nhập khẩu từ Việt Nam đạt gần 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 24% so với năm 2013. Năm 2014, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Hoa Kỳ lên đến gần 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm thị phần 9,26% và đóng góp 1/3 giá trị xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ. Tham khảo số liệu thống kê của Hoa Kỳ,
trong quan hệ thương mại với Malaysia, Thái Lan cho thấy Việt Nam đã thực sự vượt qua Malaysia và Thái Lan để trở thành nhà cung ứng hàng hóa lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á cho Hoa Kỳ. Năm 2014, Thái Lan xuất khẩu sang Hoa Kỳ 27,1 tỷ đô la Mỹ, Malaysia xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ đạt hơn 30,4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và chương trình kích cầu tiêu dùng tại các huyện ngoại thành Hà Nội, ngay từ những tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai các phiên chợ hàng Việt. Đây là phiên chợ Việt tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Phiên chợ đã thu hút được khá đông người dân tới tham quan và mua sắm. Tại đây có trên 30 mặt hàng tiêu dùng và nông sản phục vụ nhu cầu của người dân dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Phiên chợ thu hút bà con nơi đây bằng sự đa dạng, chất lượng và giá cả. Lần đầu tiên hội chợ về cái khu vực này thì lần đầu tiên là tôi đi, nhưng mà tôi thấy tất cả các mặt hàng là rất là đa dạng, mà giá cả thì hợp lý, mà tôi tin tưởng rằng cái chất lượng là nói chung là sẽ là đảm bảo để cho dân vùng quê chúng tôi là được hưởng cái giá cả nó được coi như là bình ổn. Tại vùng sâu vùng xa, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, việc đưa hàng Việt tới những khu vực không phải dễ dàng, nên chỉ các doanh nghiệp thật sự vì cộng đồng mới nỗ lực đưa hàng Việt về thị trường này. Đối với Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro, để đảm bảo nguồn hàng, giảm giá bán, đồng thời kích cầu tiêu dùng, đơn vị luôn liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp thương mại mua hàng với số lượng lớn, đồng thời đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống tổng kho dự trữ hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, góp phần bình ổn giá, nhất là thời điểm tăng giá đột biến về nhu cầu như dịp lễ Tết. Chúng tôi thì thường xuyên là có phối hợp rất là tốt với các huyện ngoại thành, đặc biệt là những huyện ở vùng sâu vùng xa. Trong những cái hơn 100 phiên hàng bán hàng lưu động đó, thì là những cái điểm mà bà con có nhu cầu thì chúng tôi cũng tập trung năm nay là cái dịp Tết này thì hướng tới những cái điểm mà nhu cầu bà con rất là lớn và xa cho trung tâm thủ đô. Mong muốn của người dân ở các cái huyện, ở những vùng xa, những cái chợ xa thì chúng tôi thấy là nó lớn hơn rất nhiều và đáp ứng được nhu cầu của bà con ở cái vùng thu nhập thấp. Thứ hai là mình mang được cái chương trình bình ổn giá đến đúng cái địa chỉ, đúng cái người hơn là ở những cái vùng thị trấn, thành thị. Thực tế cho thấy, việc tổ chức những chuyến hàng Việt về nông thôn đã tạo được điều kiện giúp doanh nghiệp thay đổi định hướng kinh doanh, duy trì đà tăng trưởng, đồng thời tạo điều kiện cho người dân mua sắm hàng hóa đảm bảo chất lượng, giá thành phù hợp với nhu cầu của người dân. Quan trọng hơn là hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn đã góp phần tạo cơ hội cho thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp chiếm được tình cảm và sự tin cậy của người dân. Bên cạnh đó, đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, từ đó kích thích sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, phát triển hệ thống phân phối v.v. Và quan trọng hơn cả đó là nâng cao nhận thức, lòng tin của người dân về văn minh thương mại, chất lượng, giá cả, thương hiệu của sản phẩm Việt. Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam và Lào hiện có 8 cửa khẩu quốc tế, 8 cửa khẩu chính và 20 cửa khẩu phụ và nhiều đường qua lại. Phát huy mối quan hệ truyền thống, những năm qua, hai quốc gia đã có nhiều chính sách hợp tác phát triển thương mại và đem lại nhiều hiệu quả. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển không ngừng, đã từng bước khai thác được tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Năm 2013, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Lào đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, năm 2014 là 1,4 tỷ đô la Mỹ và đích phấn đấu cho năm 2015 chạm ngưỡng 2 tỷ đô la Mỹ. Đưa tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều bình quân trong 3 năm lên 30% mỗi năm. Năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đạt khoảng 1,5 tỷ đô la và đó là những tiền đề thuận lợi để có thể đạt được cái mục tiêu 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 như lãnh đạo cấp cao của hai bên đã thống nhất. Hai bên cũng nhận thấy rằng cái tiềm năng thì còn rất nhiều nhưng mà cái kết quả thì còn tương đối là khiêm tốn. Có nghĩa là chúng ta cũng chưa khai thác hết, chưa tận dụng hết các cái cơ hội mà hai bên chúng ta có. Cái thứ hai là trong cơ chế chính sách thì vẫn còn có một số những nội dung cần phải được rà soát lại cho nó phù hợp với tình hình mới và cần phải xây dựng thêm rồi ký kết một số những cái văn kiện hợp tác kinh tế thương mại nói chung và trong đó có thương mại biên giới nói riêng giữa hai nước. Tiếp theo nữa là cái sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của hai bên, rồi cái tính chủ động của các địa phương cũng cần phải được nâng cao hơn.
Tăng trưởng kinh tế thương mại hai chiều không chỉ tạo không gian kinh tế với sự gắn kết chặt chẽ, hiệu quả hơn, mà còn là cơ hội giao lưu hai nền văn hóa, gia tăng đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân hai nước ngày càng phong phú, củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào. Có thể nói thời gian qua, các hoạt động xúc tiến thương mại được đẩy mạnh đã đáp ứng được nhu cầu hợp tác đầu tư. Nhiều hoạt động hội chợ triển lãm chuyên đề cũng diễn ra ở nhiều vùng tỉnh thành phố của Lào, cũng làm gia tăng việc giao lưu, trao đổi, nắm bắt nhu cầu thị hiếu tiêu dùng của người dân để doanh nghiệp có định hướng đầu tư. Kim ngạch hai nước luôn gắn liền với việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới, nên trong những năm qua, hai bên đã nỗ lực cải thiện, nâng cấp các tuyến đường huyết mạch, tạo sự kết nối mạng giao thông xuyên suốt, tăng nhanh khối lượng, rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa. Theo đánh giá tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Thương mại Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 9 vừa được tổ chức, đại biểu ngành công thương của hai nước và các cơ quan liên quan nêu bật, hoạt động thương mại Việt-Lào đã tạo ra những điều kiện để các địa phương biên giới khai thác, phát huy được thế mạnh và tiềm năng của mình, liên kết được với các tỉnh thành trong cả nước, dần dần tạo nên những khu kinh tế vùng biên năng động, có thế và lực cạnh tranh trên thị trường. Hoạt động thương mại biên giới hai bên đã đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy kim ngạch buôn bán hai chiều. Trong cái biên bản hợp tác mà tỉnh Điện Biên đã ký với 6 tỉnh Bắc Lào, đây là một cái hoạt động thường niên được tổ chức 2 năm một lần. Thì trong đó chúng tôi cũng đề ra các cái giải pháp để đẩy mạnh cái hoạt động hợp tác giữa hai bên, trong đó có cái hoạt động xúc tiến thương mại. Thì trong đó cũng nêu rõ là hai bên thường xuyên trao đổi cho nhau các cái thông tin về phát triển về thương mại của các tỉnh. Thế, và cung cấp cho nhau các cái thông tin về cái khả năng hợp tác và tham gia các cái hội, các cái hoạt động xúc tiến của nhau. Thế để đẩy mạnh cái hoạt động phát triển thương mại biên giới giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào. Thông qua hoạt động của thương mại biên giới, Việt Nam và Lào đã trao đổi được một khối lượng lớn các mặt hàng nông sản, lâm sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng và một số nguyên nhiên vật liệu, vật tư cần thiết để phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu. Các thành phần tham gia vào hoạt động thương mại biên giới hai nước ngày càng đa dạng và phong phú. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại các địa phương biên giới của cả hai bên. Để tăng cái kim ngạch những hàng hóa Việt Nam mà đã sản xuất tại Việt Nam, thì các doanh nghiệp nên tập trung vào cái mảng thương mại biên giới, và đặc biệt là các tỉnh có chung biên giới, thông qua các tỉnh có chung biên giới để đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Lào. Đấy là con đường mà tôi nghĩ rằng là hiệu quả nhất và tiết kiệm nhất và phù hợp với cái phương thức trao đổi mua bán hàng hóa giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào. Mục tiêu kim ngạch hai chiều Việt Nam và Lào trong năm 2015 phấn đấu đạt 2 tỷ đô la Mỹ, đến năm 2020 phải chạm đích 4 tỷ đô la Mỹ. Để mục tiêu trên sớm thành hiện thực, hai nước đã tiến hành ký lại hiệp định thương mại tự do có sửa đổi những vấn đề còn khúc mắc trong thời gian qua để tạo điều kiện phát triển thương mại và phù hợp hơn với những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bởi cả hai nước đều đã là thành viên của tổ chức này.